nói chuyện đấy những bộ bài tha sát tha ban phò làm miền tầng ao trời tại bằng buồn cái sát tha ban phò làm miền tầng ao trời tại bằng buồn và sai chọc sai được ngay mà thầy bằng buồn chen chửi pi pòn đọc làm buồn đẹp bọn tận ông pịa sông cọt châu từ khlong xịp hơi đáy đẹp bọn đẹp tỏa khen đẹp hông và miền mùi sẵn lắc đẹp bọn tận ông clear pịa tệ tận tận ông át tạ bọt cơ sài nơi khen đẹp này những ai prao kren của bạn isu của bạn này át tận ấy đôi thực hiện được đo ả nhà ban chân ả nhà ban comply with của bạn abide by của bạn observe của bạn này rủi là cơ rộp tàm bọt bệnh chìa bọt tẹp bệnh nhạc cho các bạn à kẻ này dụ buôn đá General Department of Taxation vì ngay vì chân nam môn vì ngay môn vì chân nam môn 2 days previously 2 years previously ok mở để tàm nâng mà bà bồng bênh cắt tập và cạch made fulfill honor an obligation, restriction on something, current but, okay, correspondent, reporter, journalist, chẳng mà, anh ấy phải bắt đầu nâng clear, clear, cả sight được không thế này, hai số mình chạy bản tích chấm phu nè đàm miên, cả pra nợ account ABA nè, và sân bà, về khai lực khai 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 trong transfer money được có bong xe mẹp khai mấy ai bong nơi lấy kẹt lên đây là bọc nhóm đặt nhóm nhà tất nông cục chát bản của nhóm bạc nơi account ABA mối xe mẹp cầu sơ tài quạt phá nơi ABA account tạm bây miệng thiệp nghề xe mẹp của quạt ba mình dân tên nẹ đài miền ABA được bài tế ai bọn tạm nâng việc của xe vá kê mình kịch thì bà sân chìa viên kì kịch bọn bọn phải và nếu còn tập bạo của người cho bọn tích bọn tình nâng hồ sân mẹp khai kháu nha bà sân tham bán của mẹ tầng ớt tới tại bọn buồn Minister of Information Kiu Kanyarit on Friday said Voice of America, VOA and Radio Free Asia OFA would be allowed to reopen their office only after fulfilling their tax obligation. Rotmantray Krasupomien ba Rotmantray Krasupomien Luk Kiu Kanyarit ka pithai sok ba me prasat tha Wishu Samlei Saharot Amrit hai VOA ning Wishu Samlei Asi Sarai hai OFA ning trob ban ke ananyat aoy baek ne karya lai robas khruon laeng veng Lutra tại only after nè, Lutra tại bồng bình tam cắt tập và cạnh xa đã vừa buôn ở bộ cái hào ok bộ cái chẳng màu. In a letter dated January 25 to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, nơi khăn lý khách mùi chú bác cho nơi thang ngay tì, đẹp thiết nâng cho nơi thang ngay tì mà phải phán khai mạc cả rá tới căn Krasunkabarote, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation nâng sá hạ bảo tập bật cao ổn trại chiệt đẹp đặt trẻ bộ prái nè Krasunkabarote nâng sá hạ bảo tập bật cao ổn trại chiệt nâu tình hình mùi mà nè đầy mềm mầm nông phần lõng châu vô tơ Krasun nâng hiện bộ phèn ả sát riêng sổ xe bị khám mai tơ ổng lì hỏi về dự phô tích tích hạ án thì phải bàn chờ ấn tới Krasunkabarote lúc khi cả nhà đất bà ả đóng của bà này bà mềm bật xa tha sát tha ban vị trụ chùm nôn phí The Two Radio Station had also previously ban phốc tế bắt cả ban đầm nai ca có ban đầm nai ca ca phí môn được nông bật tế Campuchia phòng đáy ở đây dạ phê chỉ chân chân là for years đòi khám miên ca cho bệnh trí chỉ mùi nâng cổ xuông này cổ xuông này xong đáy từ lưu cổ xuông bỏ đồng miên này registering và ca cho bệnh trí without nè, anh ấy cứ ảo về chấm miến đó nè. Regarding concerning các bạn này, tẹt bòn đưa cả tẹt tờn, tẹt tấn các bạn. The bà potential reopening of VOA and OFA office. Tẹt tấn, tấn nâng cả bạc lại bên nơi vị trụ. VOA nâng, bà bạc lại bên nơi cả là giả lấy. VOA nâng
or FA, the General Department of Taxation. Again, you got hand pun da, we are just say, the General Department of Taxation. Again, you got hand pun da. Ban snar som has requested, by request somebody to do something, snar som na nam ne, dam bay thua away mui. Ban snar som, krosu po mien, dam bay truth pinet, no ka. Compliant, bộ anh nói compliant cứ bộ chúng with take regulation before granting a license. The letter said, ta bắt giữ bộ the letter said mà nè, sầm bọt nó này dây tha, lược lang tha, mà men sầm bọt này này dây tiếp bàn tay mà nút cứ chỉ nè an sầm bọt nằng, bẹp quan được tiện tân tình nâng ca ba lang bên nơi ca để giải lấy vì số VOA nâng OFA, à kệ này dù cả than buồn đá. Bà bán sna sống có xung bỏ miệng đám bay bí nít nơi ca cổ rút từ tam bọt đẹp bánh nhát regulation nước bọt đẹp bánh nhát xa đập bờ buôn rồi bọt sạch thạp bán sạch thạp ấy cái sạch thạp này sorry sạch thạp này vì sự tiếng lục bí môn nông đó rồi có chênh của bà này đó ở nhà bán ok đó nếu xâm đá từ lúc đó ở nhà bán nước từ áo ý cơ su sthani visu nung ai Ministry of Information spokesman Posavan luk Posavan ne nom pi oy cơ su poramien ba me prasat tha ba me prasat ka pi thngai atit tha the ministry cơ su svakom chompu ka baek sa chi thmey nou visu VOA nung OFA pontae puke would need nâng trăm bạch nâng trừ ảnh nâng vọt tới tám bọt kẹp và nhát xa đập phơ buôn rồi bọt rồi tích Campuchia The Kingdom Take Regulation ở đây cứ vị trụ ả xì xì đây ở đây cứ vị trụ xâm lấy xa hạ rốt ảm rịch because they still have take obligation to fulfill. Quát ba là dạy tha bị buộc phục kê nơi tại miền cả tạp và cách xa là phơ buôn rưu cơ cả tạp và cách buôn đảm bệnh bẩm bình thủ mít của bà đấy nè à khlia nó cứ miền bịa mùi chùm nút đảm miền à tần này đôi khlia đôi chì bẩm bình ok chụp nhầm ở sân thật tần à thế nè meet fulfill honor và an obligation bẩm bình nhé này join clear từng ở nó sầm khán tầm bay giờ từ an award in the say thì này giấy của thầy đây và tỏ tiền we ask them to settle the issue dự na xong phụ kế đó sai bài nhà hà nú chỉ môn sân first rồi có in advance nè hỏi và tỏ mà tiết dương nâng ad rồi nhát give them give ra mà đi permission nước mẹ tha đó là cả anh nhát ở nằm nè đó là cả anh nhát đó phụ kỳ lúc sau bán thì check thì tràn cháu được cả toàn cháu nơi cả cháu có cản allegation cháu tập cả cản đại minh phó tán từ dương bà bị nâng of government restriction on freedom of the press and freedom of expression lúc sau bán bán tràn cháu nơi cả cháu có cản trong buộc có bán bị bọt có bán đời xa có bán là bị tạo áp á nè cả đất bật ở bao lọt thải bá từ lư sợi phiếp xa bò rộng miên freedom of the brand nâng mê nê tha sợi phiếp xa bò rộng miên giặt mình chè hai nông sợi phiếp bình chênh mà tệ freedom of expression đại lư lăng tha sợ tha nì station nâng nhìn chè đã sợ tha bàn anh chân bật sân bật khuyên ý bộ phê sợ tha bàn cắt cho lúc cho sợ tha nì chẳng phì nì could still broadcast nơi tệ ai sắp xáy cam vị thi bỏ miền bỏ phục kỳ bán tam là dễ mà số bài đồ tế xây tiệt đồ chia internet ai làm kêu kẻ nhà đất no freedom mình miền xây tiếp many cho nhà lý nẹ cả sai chỉ tràn rút mây thamay ní bộ ảnh ích của bà này em vừa mẹ lý dân lý bàn châu rùm participated in take part in take place, be involved in tất cả bộ phải là châu rùm này ạp thân ấy nó go to ấy nó châu rùm xây cái này
បាទព្រឹត្តិការណ៍មួយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន We can see that យើងអាចមើលឃើញថា new outlets ស្ថាប័នព័ត៌មាន are increasing rapidly កំពុងតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ increasing rapidly បាទកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គាត់បាននិយាយ referring to the prime minister's third media correspondent meeting with over 5000យើងអាចមើលឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មានកំពុងតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសម្ដៅទៅលើកិច្ចប្រជុំឬក៏ជំនួបក្បាលនៃរបបជំនួបមកជំនួបជំនួបនឹងគឺជំនួបសារព័ត៌មាន media correspondent សារព័ត៌មានលើកទី3ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយមន្ត្រីនិងអ្នកកសែតប្រមាណ 5,000 អ្នកកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាអូខេជំនួបថ្មីថ្មីរវាងអ្នកកសែតជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទនេះគឺស្ថាប័នព័ត៌មានយើងមើលតាមនោះទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចប់ហើយបើមានជាសំណួរអាចឆាតសួរមកខ្ញុំតាម private បានអូខេបាទអរគុណច្រើន